Sau trận thua Paris Saint-Germain PSG 1-2 ở những phút bù giờ đầy luyến tiếc tại tứ kết Champions League, người hâm mộ Atalanta càng cảm nhận được sự tổn thất lớn từ sự vắng mặt của chân sút Josip Ilicic, người bị chứng trầm cảm. Không ai ở Bergamo dám kể Atalanta đạt đến đỉnh cao lịch sử mà không có tiền đạo Josip Ilicic. Tuy nhiên, ngôi sao người Slovenia đã không thể có mặt ở Lisbon để cùng Atalanta đấu với PSG tại tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng nay, 13/8 theo giờ Việt Nam, là chân sút số 1 của Atalanta, nhưng Ilicic không thể cùng đồng đội đến Bồ Đào Nha trong trận đấu lịch sử với PSG, không phải vì chấn thương, mà là do vết thương trong tâm trí từ nỗi sợ hãi ám ảnh khi trú ẩn trong những khu rừng ở đất nước của mình, Slovenia. Gã khổng lồ, một cách gọi thân thuộc của CDV Atalanta khi Ilicic cao 1,90m, chính là người đưa đội bóng vùng Bergamo vào tứ kết khi đóng góp 4 bàn thắng để hạ gục chủ nhà Valencia ở vòng 1/8 Champions League hồi tháng 2, nhưng anh bỗng nhiên mờ nhạt những tháng sau đó. Trận đấu cuối cùng của Ilicic là vào ngày 11 tháng 7 gặp Juventus tại Serie A, cũng từ thời điểm đó Atalanta không thể có những trận thắng giòn giã vì vắng chân sút người Slovenia. Ilicic đang chiến đấu trong trận chiến với chính mình, bệnh trầm cảm, chúng tôi luôn ở bên bạn, những người là thiên thần của chúng tôi, để giành chiến thắng trong trận đấu quan trọng nhất, Ilicic viết trên tài khoản mạng xã hội sau khi tặng quả bóng kỳ công của mình ở Mestalla, sân của Valencia, cho cuộc đấu giá do một bệnh viện tổ chức. Vào thời điểm đó, chân sút 32 tuổi này là người hùng của đội bóng đột phá nhất của châu Âu mùa này. Cơ hội để Ilicic tiếp tục tỏa sáng ở bóng đá châu lục đã bị hoãn lại bởi một đại dịch ập đến khiến vùng Bergamo ở tâm điểm và ảnh hưởng đến phòng thay đồ và về mặt tinh thần. Họ đã sống trong cảnh tận thế, khi Ilicic trở lại sân cỏ, anh đã sụt giảm 5kg và bóng đá trong tâm trí của anh như ngừng hoạt động. Sống giữa Bergamo gồng mình với đại dịch nặng nề, gã khổng lồ đã bị ám ảnh bởi tiếng còi cấp cứu, báo động và đoàn quan tài khiến nỗi buồn, lo lắng và sợ hãi nổi lên. Mồ côi cha từ khi mới 9 tháng tuổi, anh bỏ trốn khỏi Bosnia cùng mẹ và anh trai vào giữa chiến tranh Balkan để định cư ở Slovenia, nơi anh bắt đầu chơi bóng cho đến khi Palermo ký hợp đồng từ Maribor vào năm 2010. Sau đó Ilicic ký hợp đồng với Fiorentina, nơi anh đã chơi 3 mùa giải cho đến khi gia nhập Atalanta vào mùa giải năm 2017 đến năm 2018. Nhưng nỗi sợ hãi và vết thương tâm trí trong quá khứ vẫn chưa vơi. Vào tháng 3 năm 2018, David Astori, đội trưởng của Fiorentina, đã chết vì ngừng tim trong một buổi tập trung toàn đội. Astori lúc ấy 31 tuổi và cả hai là bạn. Những gì xảy ra với David đã khiến tôi phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn và tôi đã phải chịu đựng trong nhiều ngày. Đó là một thảm kịch khủng khiếp đã không cho tôi ngủ trong nhiều ngày, Ilicic thổ lộ khi đến Atalanta. Vài tháng sau, tháng 8 năm 2018, trong một lần đi khám răng định kỳ, Ilicic đã bị nhiễm trùng do vi khuẩn trong các hạch bạch huyết khiến anh đối mặt với nỗi ám ảnh cái chết. Tôi đã nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra với David, tôi sợ ngủ quên và không thức dậy nữa, không về với gia đình, tiền đạo 32 tuổi kể lại trong nhiều cuộc phỏng vấn. Anh ngừng xem các trận đấu và tập trung vào việc tận hưởng gia đình, tập đi, chạy và phục hồi bóng đá, điều mà trong nhiều tháng không còn là ưu tiên của anh. Bây giờ, Ilicic một lần nữa cần phải nương tựa vào chính mình, một quyết định được Atalanta tôn trọng, cho phép anh kết thúc mùa giải sớm. Không ai trong câu lạc bộ dường như có thể phục hồi tinh thần của họ, mặc dù sự vắng mặt của Ilicic là một tổn thất nghiêm trọng cho giai đoạn cuối Champions League ở Lisbon mà huấn luyện viên Gian Piero Gasperini sẽ phải giải quyết. Cứ như thể Juventus thiếu Dybala, Lukaku không ra sân cho Inter hay Immobile cho Lazio, huấn luyện viên Gasperini ví sự vắng mặt của Ilicic trước trận tứ kết Champions League. Đối đầu với PSG tại tứ kết Champions League, Gasperini đã phải trang bị cho nữ thần biệt danh của Atalanta với những cầu thủ như Pasalic, Papu Gomez và Zapata trong một cuộc đọ sức với dàn sao của PSG. Nhưng đội bóng vùng Bergamo đã phải nhận thêm nỗi đau khác tại Lisbon, họ dẫn trước 1-0 cho đến phút 89 và kiệt sức trước khi để PSG ghi liên tiếp 2 bàn ở những phút bù giờ trận đấu. Trong nỗi thất vọng phải dừng bước một cách luyến tiếc, người Bergamo lại càng nhớ Ilicic ra giết.